Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh cổ, âm thanh bãi, đặc biệt là những cái món hàng độc lạ đến từ nhiều thương hiệu trên toàn thế giới. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một con âm ly cổ đến từ hãng Dinaco, một thương hiệu khá có tiếng tại nước Mỹ. Đặc biệt đây là cái dòng cực cổ luôn, bó mạch vẽ và ráp bằng tay. Thì cái phần đó thì nó thuộc về cái cấu tạo Khôi sẽ nói sau. Còn hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em con Dinaco, model của nó là SCA 80Q. Và điều đặc biệt mà khi anh em đang nhìn thấy trước camera đó là phiên bản đời mạch gold, gọi là mạch vàng. Tại vì trước giờ Khôi bán thì cái con này nó là cái mạch trắng nha. Còn nhưng hôm nay là mạch gold. Đây là cái phiên bản zin nguyên bản của anh em. Thậm chí là con ốc nó cũng mà gold luôn, mà vàng luôn ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần để anh em cùng xem ha. Đây, mình xem trước cái hình thức này đó, thì quay bằng điện thoại nó không được đẹp anh em, lúc thì mờ lúc ảo, nhưng mà nó thể vẫn là một cái màu gold đây anh em ha. Đó anh em thấy rất là đẹp ha, thậm chí là cái phần này nó cũng được mạ luôn này anh em ha. Đó tuyệt vời, anh em thấy không? Đó rất là đẹp, nói chung là cái mặt phay mà gold là rất là đẹp ha, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì có một chút xíu cái nhược điểm mà không để ý thì cũng không biết là ở dưới này nè, dưới này nè, thì ở bên á nó viết là cái chữ gì đó nha. Mình nhìn 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 thẳng này, nhiều lúc nhìn nghiêng thì không thấy nè, nhưng mà nhìn thẳng á đây mình thấy một chút xíu ha. Đó, nhìn kỹ lắm thì mới thấy là nó có cái chữ gì ở UT gạch K Music ha, MUS IC. Thật ra nó không quá quan trọng nhưng mà Khôi quay thì Khôi nói luôn cho anh em rõ ha. Còn đây là cái con ship máy bay về, nguyên bản nguyên zin, không tút tát anh em nha, không tát, nó không có bị dập, không có bị mẹ cần. Nhưng mà trên này thì có một vài chỗ nó lấm tấm này. Mình chụp hình thì nhiều lúc anh em không thấy nhưng mà mình quay clip thì mình nói thì anh em sẽ hiểu ha. Rồi rất là tuyệt vời. Đây đây là cái con ốc mà mình muốn nói tới, là mình tháo ra sẵn rồi để tí nữa mở nắp cho nó mau á, anh em thấy không? Thằng mà gold luôn ha, mà gold luôn, gọi là mà vàng á. Rồi đây là cái đít của nó này nè, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Thật sự là cái dòng này dòng cổ lắm rồi. Mà thường thì những cái con anh em để ý trên thị trường á là nó cái phần này nó hoen lắm này, nó hoen nó rỉ. Đây còn cái tem luôn này, còn các cái giắc loa anh em thấy không, mới cáo luôn ha. Đó, đó. Mới cáo luôn. Tín hiệu đầu vào rất là nhiều. Bên đây là đến hai cặp loa này anh em ha, lưu ý cặp trên cặp dưới này, hai cặp loa. Rồi rồi bây giờ có tháo ra luôn rồi nha, có tháo ra cái đít ra luôn. Đó. Cái nắp này là zin không sơn tốt nha, không sơn tốt. Rồi bây giờ mình vô mình xem cái phần ruột gan của nó, thật sự là đẹp, thật sự là đẹp anh em, chỉ nói một câu là đẹp thôi. Máy móc là zin nguyên bản tuyệt đối, zin nguyên bản tuyệt đối ha. Đó thấy đẹp kinh khủng khiếp chưa, thật sự là đẹp và ấn tượng nha. Mặc dù là ship e-bay tốn tiền giá cao, tại vì bình thường mà nếu như mà bên bãi mà không có bị cấm pin á hoặc không bị dịch á thì những cái con này vẫn có ở trên bãi ha, nhưng mà trên e-bay thì nó đẹp, nó đẹp. Và tại cái thời điểm bây giờ thì bãi là không còn rồi, không thể nào có bãi có anh em nhé, Khôi khẳng định với anh em như vậy. Những anh em nào mà nói trên bãi có và ship về được là sai, là hoàn toàn không đúng ha, mà bây giờ là không còn luôn. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái con này. Đây quay thêm một chút xíu nữa em. Đó, ruột gan bên trong thật sự là đẹp. Đó, thật sự là đẹp. Thì nói về cái phần cấu tạo con này thì như Khôi đã nói là nó là dòng ráp tay. Đây nè em, cái bo mạch này vẽ bằng tay này, anh em thấy không? Đó, gọi là dòng ráp tay, là bo mạch vẽ bằng tay này. Đó, thì nó sử dụng các cái linh kiện của Mỹ cổ nha, của Mỹ cổ. Thì con này chạy 4 con sò sắt đến từ hãng S, viết rõ ra là SBC, còn viết tắt nó là sò S, người chơi thì hay gọi là sò S nha. Rồi thứ hai nữa là dòng xuất âm tù này nè, tù công suất rất là lớn. Nên mình có nói là cái con này đánh tốt AR2 là vì nó rất là có lực. Chưa nói về cái chất âm, chất âm thì mọi người một cái cảm nhận là nó ngọt ngào, nó hay, nó dở, nó hợp tai không hợp tai, nhưng mà nói về cái phần nguyên tắc ghép đó là nó hợp. Đầu tiên nó là xuất tù, cái thứ hai nữa là thiết kế dòng lớn, tù lớn, nên nó hoàn toàn nó khai thác tốt được cái bát của AR, AR2. AR3 thì mình chưa dám nói, nhưng mà tại vì
cái con này nó rẻ nên mình sợ cái chất âm nó không đủ hay, nhưng mà nói về trầm là tốt nha, trầm là đánh được. Đó. Rồi về có thể mình có ghép tới 77A88A tuyệt vời luôn. Đó. Anh em này, nếu như mà chưa có chưa chơi thì cũng nên thử một lần, trải nghiệm một lần, tại vì nó rất là hợp anh em. Đó. Đó, một vài cái loa mà mình đã ghép như vậy thì mình đặc biệt là đánh tốt luôn cả JBL nha anh em. À, JBL bass 30 cũng đánh được. Đó. Những cái mà Khôi đã trải nghiệm thì Khôi chia sẻ với anh em như vậy. Đó, nó khai thác tốt được cái dãy trầm. Đó. Còn nói về chất thì cái con này nó là mộc mạc ha, nó mộc mạc cổ điển. Đó. Thì nó không có ngọt ngào như các cái dòng của khác, nhưng mà nó trầm tốt. Đó. Anh em nào yêu thích sự cái sự mộc mạc trầm rãi thì nó rất là tuyệt vời. Đó, anh em thấy đẹp. Cái đầu tiên mà Khôi vẫn ấn tượng những cái dòng này là nó quá đẹp ha. Đó. Quay rõ anh em cùng xem luôn. Đó, ok ha. Thì một số con anh em thì khi ship về á thì nó cũng có khi nó có vài cái con trở, nó bảo vệ dòng nó nóng, nó khô. Thì mình thay là bình thường, nhưng mà cái con này không thay ha. Được cái con này mình mua kiểu như hàng là chưa qua sử dụng hoặc là lưu kho vậy đó, được bảo quản tốt nên về Việt Nam nó còn rất là đẹp. Đó, tuyệt vời. Rồi, Khôi xin phép kết thúc ở đây ha. Thì cái mức giá thì cũng rất là dễ thương luôn, rất là dễ chịu. À, cho một cái con đẹp mặt gôn thế này, anh em nào yêu thích con này thì bán 10 triệu chuyển khoản Khôi bao ship. Còn anh em mà yêu cầu ship code thì cọc cho Khôi 30%, phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ sau khi ship phát hàng. Anh em tự trả phí ship và phí dịch vụ thu hộ nhé. Mình nói rõ như vậy để anh em mà quan tâm thì mình biết được là cái nguyên tắc mua bán bên Khôi. Rồi một lần nữa Khôi rất cảm ơn những anh em đã quan tâm ủng hộ, mua hàng cũng như chưa mua nhưng mà đã like và đăng ký kênh, chia sẻ để kênh của Khôi ngày càng được phát triển. Còn phần cuối là Khôi sẽ ghép với đây AR2, AR2A 3 đường tiếng ha. Dòng này cũng là dòng mặt cây đít cây bánh bò. Thì clip này, clip về cặp loa thì Khôi đã giới thiệu vào chiều hôm qua rồi. Anh em có thể vào kênh YouTube và phần video để xem lại ha. Rất là đẹp. Đó. Mà thứ và Khôi còn rất là nhiều cái mặt hàng khác đã có trên kênh, rất là mong anh em quan tâm ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi trở lại
Nhân lòng